Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Trần Độ, sinh năm 1976, trú phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cuối tháng 9 năm 2015, Độ tự xưng là thượng tá công tác ở Bộ Công an, lừa ông Nguyễn Trần Thành, sinh năm 1944 ở thành phố Quy Nhơn, lấy 20,7 triệu đồng làm giấy tờ nhà và giấy tờ xe rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, Lê Trần Độ là thợ xây nhưng đang thất nghiệp.